Hello, xin chào cả nhà. Mình là Nguyễn Loan. Số điện thoại của mình là 0985 328 298. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là inbox Zalo, Facebook cho mình nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm kẹo phòng the mà được rất là nhiều các bạn trẻ hề sử dụng. Cái sản phẩm này cũng như là rất là nhiều người đã biết đến rồi. Và hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu lại cho mọi người thôi. Đối với cái sản phẩm kẹo phòng the thì nhiều bạn có hỏi là chị ơi, sử dụng cái sản phẩm này thì nó có làm gọi là hưng phấn lên hay là tác động mạnh không, thì mình xin trả lời với mọi người đây là cái kẹo gọi là kẹo BG. Kẹo BG thì mọi người thấy kẹo phòng the này nó tăng cái cảm giác lên. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng đầu lưỡi ấy, thì nó tăng cảm giác lên. Và cái cách sử dụng nhiều bạn không biết là các bạn ngậm ngay vào trong miệng là không đúng. Mọi người phải để ở đầu lưỡi. Đấy, mọi người phải để ở đầu lưỡi, sau đó là mọi người dần dần mọi người sử dụng cái đầu lưỡi của mình, sau đó mọi người dần dần đưa kẹo nó vào dần dần. Tức là mới đầu mình sẽ ngậm kẹo ở bên đầu lưỡi thôi, chứ mọi người đừng một phát mọi người cho hẳn vào trong miệng, mọi người hãy ngậm là không đúng nha mọi người. Và cái kẹo này thì nó là gọi là kẹo phòng the, bởi vì là cái kẹo này khi mà mọi người ngậm, mọi người sử dụng lưỡi ấy, thì mọi người BG ấy, thì nó sẽ làm cho mọi người là tăng cái cảm giác cho đối phương lên, đúng không? Tăng cái cảm giác cho đối phương lên. Chứ còn thực ra cái người ngậm thì nó không phải là cái dạng giống như dạng kích thích. Khi mà mọi người ngậm thì nó lại tăng kích thích là không phải nha mọi người. Đấy, nó tăng cảm giác cho đối phương đó. Bởi vì sao? Nó là kẹo the, kẹo mát đó, tăng cái cảm xúc lên cho cái người mà chúng ta busy đó. Thì đối với cái kẹo này thì bình thường mỗi lần mà chúng ta ngậm ấy thì chúng ta là dùng cho mình là 1 đến 2 viên thôi. Đó, và một lọ như thế này thì hiện tại trên tay mình đang cầm là cái lọ bao nhiêu viên đây nhỉ? Nó sẽ có hai loại, một là loại hộp nhỏ, hai là loại hộp to đấy ạ. Để mình xem coi lọ này bao nhiêu viên nhá. Lọ này là 20 viên nha mọi người. 20 viên. 20 viên là hộp nhỏ đấy mọi người. Đấy. Đấy, thì nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm kẹo BG này cũng như là chưa biết cách sử dụng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298, mình sẽ giải đáp cho mọi người nhá. Ok, xin chào cả nhà.